Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Hé lộ di nguyện đặc biệt của người quá cố nghệ sĩ Giang Còi. Việt Nam có 7.244 người mắc COVID-19 trong ngày 5 tháng 8. Trong 6 tháng kỷ luật 7 cán bộ trung ương quản lý chặn 14.000 tỷ tham nhũng. Sau đây là tin chi tiết. Tối muộn ngày 5 tháng 8, thông tin nghệ sĩ Giang Còi qua đời sau thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư đã khiến cả showbiz Việt chìm trong xót thương. Lúc sinh thời, cố nghệ sĩ gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ, là người nhận được tình cảm thương mến của khán giả. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên tang lễ của nghệ sĩ Giang Còi diễn ra rất nhanh gọn, bạn bè và người thân cũng hạn chế đến viếng. Sáng 5 tháng 8, con trai cả nghệ sĩ Giang Còi chính thức lên tiếng thông báo, cáo phó và cách thức tổ chức lễ tang cho người bố quá cố giữa mùa dịch. Theo lời Lê Hiếu, nghệ sĩ Giang Còi đã được khâm liệm lúc 7:30 sáng nay, sau đó được đưa đi hỏa táng lúc 8:50 phút. Như vậy, lễ tang chỉ có người thân tham dự và diễn ra vỏn vẹn trong 1:20 phút. Gia đình sẽ tổ chức lễ truy điệu tại quê nhà sau 49 ngày năm nghệ sĩ về với đất mẹ. Nói về tâm nguyện cuối đời của nghệ sĩ Giang Còi, con trai chia sẻ, trong di chúc nghệ sĩ để lại, ông muốn mình sẽ được chôn cất cùng cây đàn guitar, điếu xì gà, ca khúc ông yêu thích và tràng pháo tay của những người yêu mến vang lên thay lời đưa tiễn, trọn vẹn một cuộc đời cống hiến. Cuộc đời nghệ sĩ Giang Còi, hai lần hôn nhân đổ vỡ, 20 năm sống cảnh gà trống nuôi 4 con, chật vật chạy chữa ung thư đến ngày cuối đời. Nghệ sĩ Giang Còi từng là cây hài được nhiều người yêu mến của Vbiz, nhưng nam nghệ sĩ lại có cuộc sống khá khó khăn, trắc trở. Nghệ sĩ Giang Còi tên thật là Lê Hồng Giang, sinh năm 1962 ở Hà Nội. Nam nghệ sĩ từng theo học tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, cùng lớp với nghệ sĩ Triều Xuân, Bùi Thạc Chuyên, Tú Anh. Hoạt động nghệ thuật nhiều năm, nhưng một trong những vai diễn được yêu thích nhất của nam nghệ sĩ phải kể đến các vai hài trong chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần. Thời điểm đó, nghệ sĩ Giang Còi cùng với nghệ sĩ Quang Tèo đã trở thành cặp đôi diễn hài ăn khách và trở nên quen mặt với nhiều khán giả. Có sự nghiệp vẻ vang nhưng cuộc sống của nghệ sĩ Giang Còi lại khá trắc trở. Nam nghệ sĩ kết hôn 2 lần và có 4 người con. Suốt 20 năm qua, nam nghệ sĩ sống một mình nuôi con, không đi thêm bước nữa nhưng vẫn luôn lạc quan và hạnh phúc. Một trong những người con nổi tiếng của nam nghệ sĩ phải kể đến đó chính là đạo diễn Hiếu Vích. Anh từng tham gia sản xuất rất nhiều phim nổi tiếng như 5S Online, Biệt đội 12A1 và 500 Nhịp Yêu. Ngoài ra, con gái út của nghệ sĩ Giang Còi cũng được nhiều người biết đến nhờ gương mặt xinh xắn đáng yêu. Là một người hoạt bát, vui vẻ trên màn ảnh nhưng nam nghệ sĩ lại có cách dạy con khá nghiêm khắc. Con trai cả của nghệ sĩ Giang Còi Hiếu Vích từng chia sẻ rằng bố mình là người rất khó tính. Vì ngày nhỏ anh sống cùng bà nội, bố bận đi diễn xuất nhưng mỗi lần bị ông hỏi han chuyện học hành thì mọi thứ rất kinh khủng. Sau đó, nghệ sĩ Giang Còi quan niệm Hiếu Vích là con lớn nên cần nghiêm khắc vì nếu con chim đầu đàn hỏng thì cả đàn sẽ hỏng theo. Năm 2021, nghệ sĩ Giang Còi thông báo mình mắc bệnh ung thư di căn giai đoạn 3. Lúc nam nghệ sĩ phát hiện ra, căn bệnh quái ác này đã di căn đến các bộ phận khác trong cơ thể. Khoảng thời gian phải điều trị ung thư di căn giai đoạn 3, nghệ sĩ Giang Còi vẫn luôn cố gắng giữ tinh thần lạc quan đáng nể. Ở thời điểm khó khăn tột cùng vì căn bệnh quái ác này, nghệ sĩ Giang Còi phải giao bán gấp chiếc xe hơi cá nhân màu trắng để lấy tiền điều trị bệnh. Con gái cố nghệ sĩ cho biết hiện tại vẫn chưa bán được xe vì tình hình dịch bệnh. Chiếc xe đó theo nghệ sĩ nhiều năm nay phục vụ cho việc đi diễn nên cô con gái rất trăn trở khi mất nó, bố sẽ không thể xoay sở được. Có thể nói giờ đây khi nhìn lại những hình ảnh gần gũi giản dị của Giang Còi, khán giả không thể khỏi xót xa và tiếc nuối khi showbiz Việt mất thêm một người nghệ sĩ tài năng và đáng mến như vậy. Con trai nghệ sĩ Giang Còi chia sẻ trong suốt thời gian chiến đấu với bạo bệnh, ba tôi đã được các bác sĩ từ nhiều bệnh viện tận tình cứu chữa, gia đình cũng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ các đồng nghiệp, bằng hữu và những người yêu mến ông. Nhưng than ôi, sinh lão bệnh tử chẳng thừa một ai. Trong di chúc ba tôi để lại, ông muốn mình sẽ được chôn cất cùng cây đàn guitar, điếu xì gà, ca khúc ông yêu thích và tràng pháo tay của những người yêu mến vang lên thay lời đưa tiễn, trọn vẹn một cuộc đời cống hiến. Khi chào đời, mỗi chúng ta đều cất tiếng khóc trong nụ cười của những người xung quanh. Hãy để đến khi lìa đời, ta có thể mỉm cười trong những giọt nước mắt. Điều này khi sinh thời, bà vẫn thường nhắc nhở chúng tôi và ông đã có một cuộc đời trọn vẹn. Đạo diễn Lê Hiếu chia sẻ khi thông báo về lễ tang của ba mình. Nghệ sĩ Lê Hồng Giang, nghệ danh Giang Còi đã ra đi vào hồi 22:45 phút ngày 4 tháng 8, 2021 ở tuổi 59. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, gia đình nghệ sĩ Giang Còi sẽ cử hành tang lễ trong quy mô gia đình để tuân thủ chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, lễ tang sẽ được cử hành vào hồi 7:30 ngày 5 tháng 8, 2021. Sau đó, thi hài nghệ sĩ sẽ được đưa đi hỏa thiêu.
cho cốt Giang Còi sẽ nương nhờ cửa Phật với sự giúp đỡ của hội Phật tử. Thời gian này, ban tổ chức tang lễ và gia đình xin phép không tiếp khách và nhận phúng điếu dưới mọi hình thức. Gia đình mong được đón tiếp họ hàng thân quyến, bằng hữu gần xa và những người yêu mến nghệ sĩ Giang Còi trong hoàn cảnh thích hợp với điều kiện cho phép. Lễ truy điệu đưa tiễn nghệ sĩ Giang Còi về nơi an nghỉ cuối cùng sẽ được tổ chức tại Tư Gia và Nghĩa Trang quê nhà, thời gian chậm nhất là 49 ngày sau khi ông từ trần. Tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 5 tháng 8, Hệ thống Quốc gia Quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.301 ca nhiễm mới, trong đó có 3 ca nhập cảnh và 3.298 ca trong nước. Như vậy, trong ngày 5 tháng 8, nước ta ghi nhận 7.244 ca nhiễm mới, gồm 5 ca nhập cảnh và 7.239 ca trong nước, giảm 379 ca so với ngày hôm qua. Bình Định 35, Đắk Lắk 32, Ninh Thuận 32, Gia Lai 24, An Giang 21, Hải Dương 21, Sóc Trăng 20. Kiên Giang 12, Quảng Bình 11, Quảng Ngãi 10, Quảng Nam 9, Trà Vinh 9, Bình Phước 8, Bạc Liêu 7, Đắk Nông 7, Thái Bình 7, Hà Tĩnh 6, Thừa Thiên Huế 6, Lào Cai 5, Bắc Giang 2, Bắc Ninh 2, Lạng Sơn 2, Thanh Hóa 2, Cà Mau 1, Hưng Yên 1, Lâm Đồng 1, Quảng Trị 1, Yên Bái 1, trong đó 1.562 ca trong cộng đồng. Đây là những con số được nêu tại phiên họp thứ 20 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng diễn ra ngày 5 tháng 8 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban Chỉ đạo. Theo báo cáo về nội dung phiên họp, 6 tháng đầu năm nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thành lập 14 đoàn kiểm tra, trong đó có 10 đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo. Theo thông cáo về nội dung phiên họp 6 tháng đầu năm nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thành lập 14 đoàn kiểm tra, trong đó có 10 đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo. Qua kiểm tra xử lý, kiến nghị xử lý kỷ luật một tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, 7 cán bộ diện Trung ương quản lý và nhiều cán bộ, lãnh đạo quản lý các doanh nghiệp nhà nước có sai phạm. Ngành thanh tra kiểm toán đã phát hiện sai phạm về kinh tế gần 54.500 tỷ đồng và 1.760 hectare đất, kiến nghị xử lý tài chính hơn 23.499 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 7.000 tỷ đồng và 644 hectare đất, kiến nghị xử lý hành chính 851 tập thể và 2.073 cá nhân. Qua công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ và giải quyết khiếu nại, tố cáo, ngành thanh tra đã phát hiện xử lý 20 vụ, 35 đối tượng tham nhũng có liên quan đến tham nhũng. Ban Chỉ đạo nhận định công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, khởi tố với nhiều vụ án, nhiều bị can, trong đó có nhiều bị can là cán bộ cấp cao. Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan tố tụng cả nước đã khởi tố 1.850 vụ án trên 3.294 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ, trong đó có 144 vụ án trên 384 bị can về các tội tham nhũng. Riêng các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo, từ sau phiên họp 19 của Ban Chỉ đạo đến nay đã khởi tố mới 7 vụ án với 35 bị can, khởi tố thêm 55 bị can trong 10 vụ án, phục hồi điều tra 1 vụ án trên 7 bị can, kết thúc điều tra 12 vụ án trên 111 bị can, kết thúc điều tra bổ sung 2 vụ án trên 23 bị can, truy tố 11 vụ án trên 112 bị can, xét xử sơ thẩm 13 vụ án trên 82 bị cáo, xét xử phúc thẩm 6 vụ án trên 20 bị cáo. Trong thời gian này, 4 vụ án trọng điểm cũng được xét xử kịp thời. Đó là vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học dầu khí Ethanol Phú Thọ và Tổng Công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam. Thứ hai là vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án cải tạo và mở rộng sản xuất giai đoạn 2, Công ty Gang Thép Thái Nguyên. Thứ ba là vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại Bộ Công Thương và Tổng Công ty Bia rượu nước Giải khát Sài Gòn Sabeco liên quan đến dự án 246 Hai Bà Trưng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Thứ tư là vụ án buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan. Một trong những kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm là công tác thu hồi tài sản tham nhũng tiếp tục được quan tâm, đạt nhiều kết quả. Các cơ quan tố tụng đã thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, ngăn chặn giao dịch tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế có giá trị hơn 14.413 tỷ đồng,
cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi hơn 1.995 tỷ đồng. Riêng các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, ngăn chặn tẩu tán tài sản giá trị trên 1.467 tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác. Trong giai đoạn thi hành án đã thu hồi gần 1.900 tỷ đồng. Về nhiệm vụ trọng tâm công tác những tháng cuối năm 2021, Ban chỉ đạo yêu cầu tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra truy tố, xét và các vụ án xử lý của vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo. Cụ thể là phấn đấu đến hết năm 2021, kết thúc điều tra 2 vụ án, ban hành cáo trạng truy tố 6 vụ án, xét xử sơ thẩm 9 vụ án, xét xử phúc thẩm 7 vụ án, kết thúc xác minh, giải quyết 5 vụ việc theo kế hoạch của Ban chỉ đạo, nhất là tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm trong vụ án vụ việc xảy ra tại Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh và Khánh Hòa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.